đến với kênh YouTube của Thằng Audio. Hôm nay em về được cặp loa rất là chất của đàn ông. Lô này thì về tương đối nhiều dòng, không làm được hết clip về test từng cặp một được. Về được thêm rất là nhiều những cái dòng kiểu này nữa. Cặp đàn ông SCA7, cặp này sở hữu bass 32, độ nhạy rất là cao, độ nhạy 92 dB, sản xuất tại Nhật năm 1982. Cái đặc biệt của đôi này là chất âm rất là hay và thiết kế của nó thì cực kỳ đột phá luôn. Bình thường anh em chơi những cái dòng đàn ông R88, những cái dòng đấy thì nhìn nó rất là lành, nhìn nó rất là hiền. Và cặp đàn ông SCA7 này thì phải nói là rất là hay, rất là đẹp, thiết kế rất là gồ ghề. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt từ cái loa bát, từ mép trên của loa bát hất lên, nó chia các cái ô, nó có cái các cái ô kẻ caro, nhìn rất là bắt mắt. Và hơn nữa những cái gông loa loa bát, loa trung, loa tét, nó phối hai cái màu rất là đẹp. Đấy. Để em đi lại gần thì các bác xem đôi này rất chất. Anh em lưu ý đôi này là bát 32 nhá. Nó là bát 32, vừa về xong chưa vệ sinh luôn. Gông nó là gông đúc hai màu, nhìn rất là chất. Sở hữu 8 con ốc lục lăng để bắt, bởi vì từng bát nó rất là lực. Giữ cái này không sợ nó bung nha. Vít nó rất là to. Đấy, nó là hai màu luôn. SCA7. Con này thì nó sản xuất 582. Rất là chất. Thiết kế rất là bắt mắt. Con này các bác nào mà thích kiểu dạng ngầu ngầu chơi con này thì quá tuyệt vời luôn. Cặp này thì các bác nhìn trên hình thì khả năng là sẽ không biết về cái to nhỏ như nào. Đây, về to nhỏ thì nó như thế này. Con này là bass 32 này. Bên các bác nhìn nào, bass 32. Đấy. Tần số của nó thì cũng dài rất là rộng, dài trầm của nó là xuống 30Hz, còn dài cao lên tận 50kHz. Rất là khủng. Công suất 140W, 6 ohm, độ nhạy 92 dB. Đấy, rất là gồ ghề. Chiều rộng của cái này thì cũng rất là to, chiều rộng tận 39cm. Đấy, cứ gọi là 40 đi. Anh em có chỗ nào kê khoảng 40cm, kê đôi này thì đẹp, bề ngang ấy. Chiều cao của nó là 70, chiều sâu là 38,5 thì cũng gọi là 40 đi, bởi vì nó hình vuông. Rất là đẹp. Hai màu. Cái rốn này thì nó bẹp tí, không ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ là thẩm mỹ thôi, nhưng nó nguyên bản của nó thế, cũng không muốn thay làm gì. Đấy, cái này chỉ cần phẩy thì. Con này thì nó có hai cái tinh chỉnh này, dành cho loa mid, mid là loa trung, và hai là dòng loa tép. Thực ra cái tinh chỉnh này thì để những cái dòng trước thôi, chứ còn dòng đời bây giờ thì ít khi người ta làm tinh chỉnh nữa. Thập niên đầu 80 thì những cái loa có tinh chỉnh nhiều. Nhưng mà thực ra tinh chỉnh này thì nó có hai mặt mà em chả thấy nó có mặt lợi gì cả. Chủ yếu là nó sau bao nhiêu năm nó chỉ tổ, nó loại xoẹt, chả làm được cái gì. Chung quy lại là có tinh chỉnh, các bác cứ để lock mật tất cả những dòng loa. Đôi này thì về rất là đẹp, các bác nhìn các cái xi thùng, các cái góc cạnh rất là đẹp, xuất sắc luôn. Xi của nó này rất là dày. CSA7, SCA7, xin lỗi các bác. Pioneer thì có CSA7, bass 25, còn đàn ông thì có SCA7. Đàn ông thì người ta hay ký hiệu là SC, đọc SC là ra đàn ông rồi. Còn CS thì thường là Pioneer. Và bây giờ mở to một chút để các bác nghe cặp đàn ông SCA7 này. Cặp này tiếng bass thường này rất là rộn ràng, rất là sâu. Các bác có nhu cầu thì điện thoại cho số máy 098 369 8887. Chị em trực alo sẽ báo giá chi tiết và tư vấn cho các bác cách phối ghép. Cặp này thì không có giá ngoài chục triệu. Giờ em mở to để các bác nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Harley đàn ông đánh rất là hay. Dòng đàn ông 500V 390 bốn la má trở lên là đánh được. Tôi đây nó này tương đối tốt mà. Đôi ta như bước trên đỉnh. Cảm ơn các bạn.